Tiếp tục trong vai người cần tìm nơi vui vẻ, phóng viên tiếp cận một nữ trên mạng xã hội. Ngay lập tức nhận được lời mời chào đến một nhà nghỉ lâu nay họ vẫn đi khách trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy. Theo địa chỉ người phụ nữ gửi, chúng tôi tìm đến khách sạn trên. Thế nhưng, cửa đóng, không bóng người vào ra hay không hoạt động. Chúng tôi liền gọi điện, thì người phụ nữ kia liền báo lại. Cứ đứng chờ, người khách sạn sẽ ra mở cửa. Thấy chưa? Anh thấy rồi nhưng mà họ đóng cửa mà. Để em gọi mà, anh đến cửa chưa? Anh đến cửa rồi. Em gọi mà, đang lấy phòng nha. Vừa dứt cuộc gọi, cánh cửa của khách sạn được kéo lên. Nhân viên liền chạy ra giúp khách chui nhanh qua khe cửa lên phòng. Chỉ vài phút sau, người phụ nữ đã hẹn xuất hiện. Vừa bước chân vào phòng đã buông giọng chào mời giá cả đi nhanh, đi chậm. Đi tiến hay đi nhanh hay đi qua đêm thì anh gửi tiền như thế. Em rất thoải mái đây mà. Đi nhanh thì 4-500, một tiếng hay 1 triệu. Người phụ nữ này thừa nhận thường xuyên đưa khách vào khách sạn này để bán dâm. Không chỉ đi nhanh, nếu khách hàng có nhu cầu có thể qua đêm, chỉ cần ới chủ khách sạn tiếng vì là chỗ khách quen. Ở lâu biết cái thứ để con biết thì báo với nó. Ở lâu dịch ra nó đã mở xuôi ấy rồi, anh cứ làm khó nhau. Cũng tại khách sạn này, chúng tôi quan sát luôn có 3-4 cô gái ăn mặc gợi cảm chạy qua lại các phòng. Tiếp tục tìm hiểu tại quận Cầu Giấy, chúng tôi được một người phụ nữ hẹn gặp tại một nhà nghỉ, ngõ 59, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Phụ nữ này cho hay mình là khách quen vì thường xuyên dẫn khách qua đây bán dâm, còn khách chơi lạ phải gọi gái quen với nhà nghỉ mới được vào. Không phải bọn em hẹn mới vào. Vâng, đúng rồi, chứ còn người ngoài không vào được. Làm thế này là phải, tức là người nó phải có tầm cỡ người ta mới làm được, không phải là ai cũng làm được trong mùa dịch này đâu. Các chỗ khác là phải đóng cửa hết. Cũng theo người phụ nữ này, từ khi giãn cách đã chuyển về trọ gần đây để tiện đưa khách qua nhà nghỉ. Ngày ít phải 2-3 khách, nhiều tới 4-5 người. Không có ngày có 1 khách, 2 khách, 3 khách. Không gọi là đông được anh ạ. Những giai đoạn này là không gọi là đông được. Trong quá trình điều tra, các nhà nghỉ, khách sạn chúng tôi thâm nhập đều không thực hiện việc sát khuẩn hoặc khai báo y tế theo đúng quy định phòng chống dịch. Theo luật sư, hành vi của chủ nhà nghỉ trên có thể khép vào 2 tội danh. Một là hoạt động trái phép trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch. Hai là chứa chấp tiếp tay cho hoạt động mua bán mại dâm. Việc các nhà nghỉ vẫn hoạt động trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội là một cái hành vi kia cực kỳ đáng lên án và có tiềm ẩn cái nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Và nếu như mà họ còn có cái dấu hiệu của cái việc là tiếp tay cho việc mua bán mại dâm nữa thì là họ có thể phạm vào tội chứa mại dâm quy định vào điều 327 của Bộ luật hình sự với mức án từ 1 năm đến tù chung thân, hoặc là còn ngoài ra còn có thể phải chịu cái hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu. Cũng theo luật sư, việc để các nhà nghỉ ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài bất chấp lệnh cấm, trách nhiệm trước tiên là của chính quyền cấp phường. Nếu tình trạng này không sớm được xử lý thì ai dám chắc những nhà nghỉ, khách sạn chứa chấp mại dâm trên không tiềm ẩn nguy cơ trở thành ổ dịch.